하나님 감사합니다. 237 살릴 렘넌트 되게 해주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 하나님, 어른이 되어서 제게 복음화한 렘넌트로 자라나게 해주세요. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 사랑해요, 예수님. 하나님 아버지, 237 나라에 빛이 비춰지게 해주시고, 중국 나라에 많은 영혼이 돌아올 때 하늘 잔치가 열리게 해주세요. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 하늘 세계 복음화 할 수 있는 능력을 주시고 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 하나님, 내일 유치부실에서 예배 드립니다. 세계 복음화 할 수 있는 힘을 주시고 많은 사람들이 예수님을 믿고 사탄을 꽁꽁 물러가게 해주세요. 예수님의 이름을 기도합니다. 아멘. 아멘. 하나님, 저에게 복음 주셔서 감사합니다. 또 그리고 예배 받을 때 집중하면서 듣게 해주셔서 감사합니다. 또 그리고 예배 드릴 때 사단이 꽁꽁 묶여 떠나가게 해주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 로마에 가서 복음을 전한 바울처럼 237 5천 종족을 살리는 렘넌트 밥주인 되게 해주세요. 뒤로 차포를 만들었습니다. 그리고 세계 복음화하는 능력을 주시고 지구회가 건강한 어린이 되게 해주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘. 기도 촛불 만사.
자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 갈라디아서 2장 20절 말씀. 아멘. 아멘. 자, 우리 임마누엘교회 유치. 아멘. Vâng, tất cả các Lavender của chúng ta cùng các cha mẹ, chúng ta cùng đến với Chúa trong sự thờ phượng. Hoan nghênh các bạn nào. Ồ, tôi chỉ nghe thấy tiếng của các cô thôi. Xin chào các bạn. Các bạn chúng ta đã đến đây để cùng thờ phượng. Và trong các bạn thì có các anh, các em. Bây giờ chúng ta cùng nhìn sang bên cạnh được không? Chúng ta cùng xem người bên cạnh chúng ta và quay sang cùng chào nhau nào. Chúng ta cùng nói lớn với nhau. Chúng ta là những Lemnon cứu sống thế giới. Chúng ta là Lemnon cứu sống thế giới. Các bạn nói rất tốt. Chúng ta cùng nói với nhau một lần nữa. Chúng ta cùng thành công thờ phượng. Hôm nay chúng ta đang nhóm ở đây cùng thờ phượng Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời sẽ ngự trị tại nơi của chúng ta. Và Đức Chúa Trời hứa trong lời của Ngài. Và hôm nay lời của Chúa, chúng ta cùng đến với lời thánh ca, đó là người của giao ước. Chúng ta cùng hát thánh ca và múa nữa nhé. Có rất nhiều người là đầu tiên mới nghe phải không? Chúng ta cùng hát lại lần nữa nào. Các bạn ơi, bài thánh ca này được bắt đầu từ năm 2022. Đây là bài thánh ca cho biết rằng người của giao ước và người ta sẽ không bị lừa dối bởi con người và nắm chắc lời Đức Chúa Trời xem có việc gì xảy ra. Đó chính là người của giao ước và tôi cũng sẽ trở thành người của giao ước. Các bạn cùng nghĩ lại bài thánh ca này và hát một lần nữa nào. Trong lúc chúng ta nhìn vào Chúa,
생각을 하고 언약 붙잡는 중에 마음을 품으며 기도 드리는 중에 말을 하고 주와 함께 하는 중에 살아가는 사람에게 속지 않는 chúng ta sẽ không bị lừa dối bởi con người. Chúng ta cùng hát lại lần nữa nào. Các bạn thấy những người phía trước hình như là các bạn đã thuộc hết bài thánh ca này rồi thì phải. Các bạn em nên của chúng ta, khi về nhà, các bạn hãy bảo với cha mẹ rằng, ba mẹ ơi, hãy cho con nghe bài thánh ca được sáng tác năm 2022 nhé. Hoặc là các bạn đến với thầy cô và nói rằng, thầy cô ơi, những người đi theo giao ước là những người đi theo gì nhỉ? Đó là đi theo lời Đức Chúa Trời, là người đi theo lời cầu nguyện. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng hát bài thánh ca. Đó là người nắm chắc ước đi theo lời Chúa và theo cầu nguyện. Các bạn chuẩn bị chưa? Chúng ta cùng xuất phát bài thánh ca này nhé. Chúng ta là con Đức Chúa Trời, đi theo lời Chúa, đi theo cầu nguyện. Bây giờ chúng ta cùng đi theo cầu nguyện. Chúng ta cùng xuất phát nào. Các bạn nam nhân của chúng ta làm rất tốt.
Vậy thì hôm nay, bây giờ mời cô chấp sự sẽ ra cầu nguyện đại diện cho chúng ta. Và các lâm nân thực của chúng ta ơi, chúng ta cùng đặt tình yêu và hy vọng vào và cùng cầu nguyện. Con cảm tạ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã gọi các lâm nân của chúng con đến được làm con cái yêu dấu của Ngài. Chúng con được thờ phượng Chúa, cảm ơn Ngài. Và thì giờ này, nguyện xin chúng con tập trung vào lời của Đức Chúa Trời và Chúa giúp chúng con nghe được lời Đức Chúa Trời. Và chúng con sẽ nắm chắc lời Chúa và bước vào cầu nguyện để được chiến thắng. Và hôm nay, lời của Chúa phán rằng, hỡi Phao-lô đừng sợ, người phải làm chứng về ta trước mặt Cê-sar. Xin Chúa Ngài ban cho mục sư truyền tải lời Chúa đầy dẫy Thánh Linh và lâm lực. Và thì giờ này, nguyện xin duy nhất nước Đức Chúa Trời được vinh hiển. Và thì giờ này, chúng con đến với thờ phượng. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin chào. Hỡi các lâm dân thử ơi, các bạn đã chuẩn bị để nghe lời Chúa tốt chưa? Thật không? Ồ, hôm nay có ai trong các bạn nói rằng tôi đang chờ đợi muốn nghe lời Chúa không? Thật không nào? Và ai trong chúng ta muốn nghe lời Chúa chờ đợi nào? Giơ tay xem nào. Đúng rồi, hôm nay tôi cũng chờ đợi đây. Các bạn có thấy lời Đức Chúa Trời thú vị hay không thú vị nào? Có thú vị không? Ồ, nếu vậy thì hôm nay chúng ta cùng nghe lời Chúa nào. Đây là bức tranh gì các bạn ơi? Bức tranh gì vậy nhỉ? Chà, chúng ta cùng đọc lời Kinh Thánh nào. Chúng ta cùng đọc theo. Hỡi Phao-lô đừng sợ, ngươi phải làm chứng về ta trước mặt Cê-sar. Chà, bây giờ chúng ta cùng đọc lời Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta đồng đọc nào, các bạn đọc theo nhé. Chà, chúng ta cùng đọc phần này nhé. Chà, các bạn đọc theo nào. Hỡi Phao-lô, đừng sợ chi hết. Ngươi phải ứng hầu trước mặt Cê-sar. Và lại, Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi hết thảy những kẻ đồng đi biển với ngươi. Công vụ các sứ đồ đoạn 27 câu 24. Amen. Chúng ta cùng nhìn vào đây nào. Ồ, đây là gì vậy? Đây là con tàu. Đây là con tàu biển. Và con tàu này, đây là con tàu mà những người không biết Đức Chúa Trời đang đi trên con tàu này. Vậy ai là những người đi trên con tàu này nhỉ? Những người đó, chúng ta cùng gọi họ đến đây xem nào. Chà, những người không biết Đức Chúa Trời đến đây xem nào. Vậy những người này
Chúng ta cùng nghe xem họ nói gì nào. Những người không tin Chúa họ nói xem nào. Chà, người thứ nhất là ai vậy? Tôi là người giàu nhất ở thế gian này. Tôi nghĩ rằng ở thế gian này có tiền là có thể làm được tất cả mọi việc. Vậy à. Chúng ta xem kìa, người đầu tiên là ai nhỉ? Là người giàu có. Người giàu có nói gì? Đúng rồi, người giàu có này nói rằng nếu có nhiều tiền là có thể làm được tất cả. Chúng ta thấy người giàu có đúng là nhiều tiền thật. Và người thứ hai, ta là bác sĩ. Ta không có ai là không có thể chữa được. Và con người sức khỏe là tốt nhất. Vậy thì bác sĩ cho xem nào. Bác sĩ này có cái áo này. Đúng là bác sĩ. Bác sĩ coi gì là tốt nhất nhỉ? Là sức khỏe là tốt nhất. Sức khỏe là cần nhất. Bác sĩ đang mang cái gì vậy? Cái gì vậy? Vâng. Chà, tiếp theo người thứ ba. Ta là thẩm phán. Nếu như những người phạm tội thì đều bị hình phạt. Nếu như các bạn mà làm sai với ta thì đều chịu hình phạt hết. Vâng, các bạn thấy kìa. Đây là thẩm phán. Vâng, thẩm phán đang có cái gì trong tay vậy? Đây là cái dụng cụ để phán xét. Chà, người thứ tư. Ta là người học giỏi nhất. Ta là nhà khoa học. Với khoa học thì không có gì là không thể. Cho nên ta học giỏi, ta sẽ trở thành giống như Đức Chúa Trời. Nhà khoa học phải nói gì vậy? Nhà khoa học phải nói ta sẽ giống như Đức Chúa Trời sao? Vậy thì trong tay nhà khoa học có cái gì? Sách. Vậy thì người thứ tư, người thứ năm nào? Người thứ năm nói gì? Các bạn xem họ làm gì nhỉ? Người thứ năm. Các bạn thử đoán xem nào. Nhà ảo thuật gia. Ảo thuật gia sao? Các bạn thử đoán xem người thứ năm. Không, ta là ca sĩ. Ta là người được yêu mến nhất. Ta là người được yêu mến nhất. Nếu ta không được yêu mến, ta sẽ buồn. Cho xem áo quần nào. Áo quần đẹp quá đi thôi. Và người này, các bạn xem nào. Người giàu này, bác sĩ này, thẩm phán này, còn ai, khoa học này, rồi ca sĩ, diễn viên điện ảnh này. Là những người được yêu mến, là những người đang đi trên con tàu này. Tuy nhiên, đến lúc này đây, con tàu đột nhiên làm sao đây? Kìa. Con tàu đang bị bão biển rồi. Sợ quá đi thôi. Cứu tôi với. Ai đó cứu tôi với. Và chính lúc này, đây là cơn bão Aquiluna. Đây là cơn bão biển rất lớn. Và con tàu rung lắc. Đến nỗi mà mọi người sợ. Vâng, con tàu rung lắc mạnh quá đi thôi kìa. Sắp chìm mất rồi. Bây giờ, tuy nhiên, trên con tàu, lúc này người giàu không còn cần gì tiền nữa. Bác sĩ cũng không còn làm gì được. Thẩm phán cũng không thể làm được gì lúc này. Thẩm phán có thể phán quyết người ta bỏ vào tù. Còn nhà khoa học thì sao? Lúc này khoa học cũng không thể làm được gì trên bão biển nữa. Còn cuối cùng là ai nhỉ? Là ca sĩ, là diễn viên. Dẫu rằng có nhiều sự mến mộ, nhưng cũng không có bình an lúc này nữa rồi. Lúc này đây, bão biển đang ập đến. Tất cả mọi người đang đối diện trước cái chết. Và lúc này đây thì Đức Chúa Trời đã gọi người truyền đạo. Đức Chúa Trời, Ngài đã sai thiên sứ đến với Phao-lô và nói với Phao-lô rằng: Hỡi Phao-lô, đừng sợ chi, vì ngươi phải đứng làm chứng về ta trước mặt Cê-sa. Những người đi cho con tàu cùng với ngươi sẽ không mất một ai, ta sẽ cho họ.
Hỡi các bạn ơi, đêm hôm qua, thiên sứ của Đức Chúa Trời đã sai đến với ta. Và thiên sứ nói rằng, ôi Phaolô, ngươi đừng sợ chi. Ngươi phải làm chứng về ta trước mặt Caesar. Và Đức Chúa Trời đã giao tất cả những người đi cùng với ngươi cho ta, sẽ không chết một ai đâu. Hỡi các anh em, hãy yên tâm đi, bởi vì Đức Chúa Trời, Ngài đang ở cùng với chúng ta lúc này. Và rồi, những người đi trên con tàu, tất cả đều xưng nhận rằng, chúng ta cùng xưng nhận nào, 1, 2, 3. Chúng tôi cũng muốn tin Đức Chúa Giêsu. Tôi cũng muốn tin Chúa Giêsu. Và rồi, Đức Chúa Trời đã phán lời Ngài qua Phaolô. Và ngay lúc Phaolô xưng nhận điều đó, thì bão biển dừng lại. Và thật lạ thay, cái tin đồn này đã được đồn đến Roma, đến những người Do Thái đang sống tại Roma. Và Đức Chúa Trời đã thông qua những sự kiện này để gọi chúng ta đến với Ngài. Và bây giờ, những người này sẽ về chỗ ngồi của mình. Hỡi các bạn Lâm Lân Thừa ơi, các bạn có thấy thú vị không? Các bạn nhớ nhất điều gì ở đây? Các bạn nhớ về sóng biển sao? Còn gì nữa nào? Nhớ về con tàu. Các bạn nhớ nhất điều gì nào? Nhớ điều gì? Nhớ điều gì nhỉ? Vâng, ai đó thử giơ tay hôm nào? Nói hôm nào? Bạn nhớ gì? Nhớ về Phaolô. Còn bạn nào? Bạn nhớ về con đường đến Roma. Làm sao bạn biết được? Còn nhớ điều gì nữa nào? Nhớ về quyển Kinh Thánh. Còn ai nhớ điều gì nào? Các bạn nhớ điều gì trong vừa rồi? Nhớ về người giàu. Đúng rồi, nhớ người giàu. Nhớ về người ca sĩ. Hỡi các bạn xem đây. Các bạn biết không? Trong lúc thời đại gặp bão biển, chúng ta thấy có người giàu, người thứ hai là gì? Là bác sĩ, người thứ ba là thẩm phán, người thứ tư là ca sĩ, đúng rồi, nhà khoa học, rồi thứ năm là ca sĩ. Đúng rồi, các bạn rất thông minh. Các bạn biết không, đối với thời đại bão biển như vậy thì những nhà khoa học, những ca sĩ đó có sử dụng được sức mạnh không? Không, không thể dùng được sức mạnh của mình. Và với họ, họ cần cái gì đây các bạn? Họ đã gặp bão biển. Họ cần cái gì? Theo các bạn ơi, đó là họ cần. Các bạn cùng đọc lời của Đức Chúa Trời nhé. Trong Matthew đoạn 11 câu 28 có chép rằng, các bạn cùng đọc câu Kinh Thánh này nhé. Hỡi những kẻ mệt mỏi và lặng gánh, hỡi hãy đến cùng ta. Hãy đến cùng ta đi, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Đây chính là lời Chúa Giêsu có phán vậy. Như chúng ta vừa thấy, người giàu, bác sĩ, thẩm phán, nhà khoa học gia, rồi ca sĩ, tất cả họ đều nói gì? Họ không thể làm được gì. Nhưng Chúa Giêsu phán hỡi những kẻ có gánh nặng và mệt mỏi. Vậy lúc này họ không có một cái gì để hạnh phúc. Bởi vậy họ phải làm sao bây giờ? Họ đang mang trên mình những gánh nặng và mệt mỏi. Những người rời bỏ Đức Chúa Trời, dù có nhiều tiền đến đâu, dù có được yêu mến đến đâu, dù có được trí thức đến đâu, thì họ không có hạnh phúc. Với họ phải làm sao? Cho nên các bạn hãy nói với tôi. Đức Chúa Trời, phải gặp Đức Chúa Trời. Các bạn thử nói xem những người này cần phải làm gì? Đúng rồi, phải gặp Đức Chúa Trời mới hạnh phúc được. Những người như thế này. Đúng rồi, phải gặp Đức Chúa Trời thì mới hạnh phúc được. Cho nên, con đường gặp Đức Chúa Trời
Chúa đã mở ra con đường gặp Đức Chúa Trời. Và danh của Ngài chính là Jesus Christ. Và Chúa Jesus Christ đến thế gian này, trên các bạn phải trở thành người biết rõ về danh Chúa Jesus Christ đến thế gian này. Cho nên các bạn hôm nay thông qua vở kịch, chúng ta phải nhớ rõ, phải gặp Đức Chúa Trời. Cho nên trong buổi thờ phượng, tôi liên tục nhấn mạnh rằng, Chúa Jesus tại sao đến thế gian này? Vì việc này đây. Chúa Jesus đến thế gian, Ngài phán rằng, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Chúa Jesus làm con đường gặp Đức Chúa Trời. Và tiếp theo, Chúa Jesus đã thay tội lỗi của chúng ta. Ngài đã đóng đinh trên thập tự giá để gánh thay tội lỗi rủa xả của chúng ta. Điều này được gọi Chúa Jesus là Thầy Tế Lễ. Các bạn cũng nói, Thầy Tế Lễ thật. Đúng rồi, Thầy Tế Lễ thật. Và rồi, Chúa Jesus đã đến để đánh bại Satan, ma quỷ. Trong Sáng Khi đoạn 3 câu 15, dòng dõi người nữ đến giày đạp đầu con rắn. Các bạn cùng nói với tôi lớn xem nào. Chúng ta cùng xem, cùng nói với tôi câu này nhé, nói lớn. Dòng dõi người nữ đến giày đạp đầu con rắn. Đúng vậy, Chúa Giêsu đã đến để hủy phá quyền phép của Satan, chính là con rắn. Bởi vì việc đó mà Chúa Giêsu đã đến trên đất này. Nếu vậy thì chúng ta cùng xem đây. Và hôm nay tất cả các lam nhân nhóm tại đây, chúng ta biết Chúa Giêsu ở trong chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện thì Satan phải bỏ chạy. Satan không thể đến được với chúng ta. Có đến được không? Đúng rồi, Satan không thể đụng chạm được với chúng ta, bởi vì bên trong chúng ta đang có Đức Chúa Trời ở cùng. Satan biết điều đó thì không thể đến đụng chạm với chúng ta được. Và khi chúng ta cầu nguyện thì Satan bỏ chạy. Cho nên các bạn cũng đọc theo tôi. Điều này gọi là quyền phép. Cùng nói nào, quyền phép. Cho nên khi chúng ta cầu nguyện thì Satan bỏ chạy. Vì sao? Bởi vì Satan không sợ các bạn, mà nó sợ Đức Chúa Trời ở trong các bạn. Điều đó gọi là quyền phép, là thân phận của các bạn đó. Bóng tối phải run rẩy bỏ chạy cho các bạn. Nhưng các bạn thấy rằng, tất cả mọi người kêu làm sao, ôi, chúng ta sắp chết hết rồi. Cơn bão biển lớn quá, khiến chúng ta sắp chết hết rồi. Cho nên tất cả mọi người đã quẳng hết hành lý, vali, túi sách của mình xuống biển. Bởi vì họ đang sợ con tàu chìm mất. Cho nên họ quẳng hết mọi thứ xuống biển. Nhưng rồi bão biển có ngừng lại không? Không ngừng. Và tất cả những người trên tàu này là những người rất thông minh. Tuy nhiên, bão biển đến thì họ không có sức gì nữa. Tuy nhiên, chúng ta thấy rồi đó. Ai đã xuất hiện nhỉ? Đúng rồi. Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ đến với người truyền đạo Phao-lô. Đây là những lúc mà quan trọng nhất thì Chúa thường sai thiên sứ đến. Và thiên sứ nói gì? Ơi Phao-lô, đừng sợ. Ngươi phải làm chứng về ta trước mặt Cê-sa-r. Và Chúa giao hết thảy những người đi trên tàu cùng với ngươi, không mất một ai. Và rồi Phao-lô nói gì? Các bạn thấy rồi đó. Phao-lô đứng dậy nói rằng, hỡi anh em, đừng lo sợ. Hãy yên tâm đi. Bởi vì đêm qua thiên sứ của Chúa đã đến phán với ta rằng, ta phải làm chứng trước mặt Cê-sa-r. Cho nên tất cả những người đi cùng ta sẽ không ai mất mạng đâu. Và hôm nay các lam nhân của chúng ta cũng giống vậy. Và Chúa gọi chúng ta đến là lam nhân phúc âm hóa thế giới. Và bây giờ chúng ta cùng quay lại người bên cạnh của mình. Chúng ta cùng quay sang người bên cạnh và chúc phước cho nhau. Chúng ta giống như Phao-lô. Chúng ta là những người giống như Phao-lô, chúng ta cùng chúc nhau. Bạn là lam nhân phúc âm hóa thế giới, cùng chúc phước cho nhau như vậy. Đúng rồi. Và chúng ta có thể nắm tay người bên cạnh của mình. Chúng ta cùng giơ tay ra chúc phước cho nhau, nói rằng bạn là lam nhân phúc âm hóa thế giới. Đúng rồi. Và hôm nay chúng ta đang nhóm tại đây. Chúng ta được Chúa ban cho đồng một lời phán giống như Phao-lô. Chúa phán với Phao-lô thế nào thì Ngài cũng phán với chúng ta thấy. Ngài cũng nói với chúng ta rằng không phải bạn chỉ là người sống ở đất này đâu.
mà giống như người đầu tiên là gì? Giống như người giàu có, người thứ hai là bác sĩ, người thứ ba là thẩm phán, người thứ tư là nhà khoa học, người thứ năm là gì? Là ca sĩ, diễn viên. Chúng ta là những lemnon cứu sống những người thành công đó. Chúng ta nhớ rõ điều đó. Và đến một ngày kia thì các bạn mang phúc âm. Phúc âm đó sẽ trở thành ánh sáng chiếu vào trong nơi tối tăm. Cho nên hôm nay chúng ta hãy nắm chắc giao ước để chiến thắng. Và trong một tuần các bạn sẽ sử dụng số tay cầu nguyện để cùng nắm chắc lời Chúa và cùng thờ phượng. Vâng, bây giờ chúng ta cùng đến với bài thánh ca và cùng chuẩn bị dâng hiến cho Đức Chúa Trời lúc này. Và chúng ta là Lemnon, là những người phúc âm hóa thế giới. Chúng ta cùng hát bài thánh ca Người của Giao ước. Hỡi các bạn ơi, hôm nay chúng ta đã nghe lời Chúa chưa? Hôm nay, lời của Chúa phải được chứa đựng tốt trong lòng chúng ta. Và chúng ta thấy được rằng, hôm nay lời của Chúa nhắc tôi là lemnon từ phúc âm hóa thế giới. Và bây giờ chúng ta sẽ nắm chắc điều đó làm sứ mệnh nhé. Bây giờ chúng ta cùng đến với thời gian đỉnh cao vui vẻ. Với chúng ta cầu nguyện, không một lời nào bị rớt xuống đất. Bởi vì tất cả mọi lời cầu nguyện của chúng ta đều được ứng đáp. Bởi vậy hôm nay chúng ta sẽ làm ra thùng gom lại lời cầu nguyện đó. Những vật dụng cần chuẩn bị đó chính là hộp nhỏ và cái vỏ của hộp giấy nước, rồi các giấy màu, rồi kéo, băng keo, rồi dao, rồi các cái dụng cụ để vẽ. Có nhiều dụng cụ để trang trí nữa. Chúng ta sẽ cùng dán giấy màu vào hộp nhỏ. Chúng ta sẽ dán những cái giấy màu tùy thích để chúng ta bọc lại cái hộp.
rồi chúng ta sẽ quét một cái lỗ trên hộp vừa với cái lắp. Chúng ta sẽ dùng bút để vẽ cái miệng hộp và chúng ta dùng dao cắt cẩn thận theo hình vẽ. Và chúng ta cùng gắn cái hộp. Và chúng ta có thể vẽ hình ảnh của tôi là người cầu nguyện. Và chúng ta cùng vẽ hình ảnh của tôi. Và rồi chúng ta cùng vẽ hai cái tay cầu nguyện. Và cũng vẽ cả tấm lòng của tôi cầu nguyện. Và bây giờ chúng ta cùng cắt theo hình ảnh bức vẽ và dán vào hộp. Và bây giờ chúng ta đã dán hình ảnh của tôi vào trong cái hộp rồi. Và tấm lòng thì được đặt phía trước. Còn hai tay thì chúng ta dán bên cạnh. Và cuối cùng thì chúng ta có thể sử dụng nhiều dụng cụ khác để có thể trang trí trên nắp hộp. Tác phẩm của hôm nay đã được hoàn thành rồi. Đây là hòm cầu nguyện. Và bạn có thể vẽ lời cầu nguyện của mình bằng tranh cũng được. Hoặc bạn có thể viết lời cầu nguyện mình bằng chữ cũng được. Và lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được gấp lại và cho vào trong hộp đựng lời cầu nguyện nào. Lời cầu nguyện nhất định nhất đợi được Đức Chúa Trời ứng đáp. Các bạn tin lời đó và hàng ngày các bạn có thể viết nội dung cầu nguyện và cho vào hộp đó. Và trong tuần này chúng ta sẽ tạo ra tác phẩm gì đây? Các bạn tuần trước đã làm ra ngọn đèn cầu nguyện chưa? Và tuần này chúng ta cùng đến với chúng ta sẽ làm ra cái điều này là gì đây? Các bạn có thấy giống như thùng giấy không? Làm sao thùng giấy lại có thể chứa đựng được lời của Chúa vào trong đó nhỉ? Là gì? Đèn thờ à? Gì nhỉ? Vâng, gần giống như là cái hộp giấy cầu nguyện. Cái này có thể là mở được ra này. Và trong này đó, chúng ta sẽ chứa đựng lời của Chúa vào trong. Vâng, chúng ta sẽ tạo ra cái thùng gì nhỉ? Các bạn đã làm ra cái thùng tiết kiệm chưa? Hay là cái hòm tiết kiệm đó? Tiết kiệm tiền. Các bạn ơi, cái hòm tiết kiệm tiền đó. Cái hộp tiết kiệm tiền. Vậy thì nơi đây chúng ta sẽ tạo ra cái hộp hay là cái hòm để chứa đựng lời cầu nguyện vào đó. Và trong này có cái gì nhỉ các bạn? Ồ, có cái gì đây? Các bạn thử mở ra xem nào. Và cho người bên phía sau xem. Trong đó là cái gì? Chúng ta thử cho người phía sau xem nào. Các bạn thử cho không nào? Wow, cái gì đây? Cái gì đây nào? Vâng, cho tôi xem nào. Các bạn ơi, đây là lời cầu nguyện của cô. Tôi đã viết vào tờ giấy này. Và cô bỏ vào trong cái hộp này. Và có thể bạn vẽ tranh cũng được, hay là viết lời cầu nguyện cũng được, rồi bỏ vào cái hộp này. Và cũng có thể bỏ vào câu kinh thánh thuộc lòng trong tuần này. Và nhớ rằng, đây là hộp đựng lời cầu nguyện. Ai có thể tạo được điều này không? Chà, bây giờ camera đang quay
đang quay các bạn giơ tay đó. Vậy thì chúng ta cùng làm tác phẩm cho tuần này nhé. Và bây giờ mục sư sẽ ra cầu nguyện để chúng ta kết thúc buổi thờ phượng hôm nay nào. Cha, chúng ta cùng cầu nguyện. Con cảm tạ Đức Chúa Trời. Chúng con đã đến dâng hiến cho Ngài. Nguyện xin số tiền đó trở thành số tiền dâng xây dựng đền thờ của Chúa. Bây giờ nguyện xin ân điển của Chúa Giêsu Christ, tình yêu thương của Đức Chúa Cha và sự cảm động của Chúa Thánh Linh. Xin Chúa ở trên thời đại đang gặp bão biển và xin Chúa giúp chúng con là những Lemnon tận hưởng phúc âm, tận hưởng giao ước, phúc âm hóa thế giới. Chúa ở cùng các Lemnon, cùng cha mẹ các thầy cô từ bây giờ cho đến đời đời. Amen.